Ok, sẽ tóm tắt lại cho mọi người bài 9 trước nhé, trước khi ra bài 10. Thì bài 9 thì mọi người học về thằng view với thằng store procedure đúng không? Thằng view thì nhìn chung là nó là một cái gọi là bảng ảo. Sau này thì thường là nó sẽ sử dụng để custom logic trong một cái lệnh mọi người muốn in ra. Thì cái thằng này nhìn chung là nó độc lập với lại table, nó giống như kiểu một thằng subquery. Nhưng mà mọi người có thể lưu lại được lệnh. Và đặc điểm của nó là không lưu data nhé. Và nó chỉ lưu lệnh thôi. Khi mà mọi người chạy thì nó sẽ tương ứng với lại lệnh subquery. Đó. và view cho nên là đương nhiên là chỉ dùng select thôi, tuyệt đối không đi delete nhá. đấy thì thằng này nó khá là giống thằng cta và thằng table. đấy thì cta thì nó scope của nó nó chỉ hoạt động ở trong cái 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 câu lệnh thôi, câu lệnh select thôi. còn cái thằng view này thì nó scope của nó là nó nó lưu lại luôn, cho nên là mọi người có thể sử dụng trong cả một cái 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 database này. Đó. còn À uh, um, về store procedure thì cái này thì uh, cái này thì nó giống như kiểu một cái function lúc mà mọi người học Java vai là các cái C# các thứ ấy. sau này mọi người sẽ học function các thứ mọi người sẽ thấy là những cái thằng Java ấy, nó viết dễ dễ hiểu hơn nhiều họ cú pháp các thứ của nó đỡ lòng ngoằng nhưng mà cái này nó là lập trình của ngày xưa cho nên là cú pháp của nó rất là lòng ngoằng đấy thì cái, như cái đoạn bên trên này cái delimiter này nó là cái dấu phân cách đúng không phân cách còn à uh, đến uh, tên pg uh, này, xong rồi đến các cái tham số in đúng không? Còn tham số a thì mọi người có thể tự tìm hiểu. <laughs> Còn uh, tiếp theo là mấy cái lệnh uh, ở bên trong này mình viết cái gì thì viết thôi. Nó và trong cái pg nhé, uh, mọi người có thể sử dụng rất là nhiều thứ liên quan đến thằng pg này. Đại khái nó sẽ lưu một loạt các cái câu lệnh cho mọi người, ok chưa? Và nó có thể có chứa tham số để cho người dùng người ta điền vào, mang tính tái sử dụng code, ok chưa? Đấy, và cái này thì nó đi được với câu insert, update, delete Và sau này mọi người thấy nhá Như cái câu insert ấy Người ta dùng cái procedure này để người ta insert vào ấy, Nó rất là nhiều Bởi vì nhiều khi là insert một cái câu lệnh nó rất là giả đấy, cho nên là người ta sẽ có một nhu cầu là Một ông viết cái chuyên để insert Và ok thì chỉ sử dụng thôi Ok nhỉ đấy, Thì đấy là về procedure Ok Thì mọi người nhớ nhé Thằng uh, bài 10 ấy Mình sẽ học một cái thằng là function Thì thằng này nó cú pháp của nó gần giống thằng này nhưng mà tác dụng của nó ấy, thì lại khác hoàn toàn. Ok chưa? Đấy thằng này nhìn chung là để uh, thường sau này người ta dùng để insert, update, delete. Đấy chứ ít người người ta select bằng cái procedure này. Ít nhá chứ không phải là không có. Ít thôi. Ok, thì đấy là procedure.